bản quyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty cổ phần truyền thông Hòa Thủ. Tập 64. Daniela. 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 Daniela, cô đưa họ đến đây vì họ là gia đình của Carlos. Không sao đâu cô à. Tại sao mày lại làm vậy hả Daniela? Mày cho người chôn cất Carlos mà không hỏi ý kiến của bọn tao. Thậm chí mày không nói một tiếng. Tại sao mày không để cho mọi người gặp nó lần cuối chứ? Mọi chuyện đã được làm xong hết rồi. Để nấy yên nghỉ đi ba. Trước khi làm chồng của mày thì nó là con trai của tao Daniela. Tao là cha ruột của nó nên có quyền đưa ra quyết định hơn mày. Tao giúp mày che đậy những chuyện xấu xa của mày. Tao đã cứu mày thoát khỏi rắc rối vô số lần để mày có thể ở bên cạnh Carlos. Đến bây giờ tao vẫn không hiểu tại sao lúc trước Carlos lại yêu mày. Mày đã trả ơn tao như vậy đó hả? Mày không cho tao được gặp nó lần cuối. Phải, cái lỗ được đào sẵn là dành cho mày. Mày xứng đáng xuống 18 tầng địa ngục vì tất cả những tội ác mà mày đã gây ra. Culat, dừng lại đi, bình tĩnh đi mà. Nắm lấy tay cô Daniela. Để em đỡ chị lên. Đi. Nghe đi, con có thể xuống địa ngục chỉ khi nào con lấy lại được những thứ mà con muốn thôi. Ba không muốn con trở thành kẻ thù của ba chứ. Ba nên biết ơn vì con vẫn luôn tôn trọng vì ba là ba của Carlos. Nhưng mà giờ anh ấy ra đi rồi, con nghĩ mọi chuyện không còn như xưa. Mày đã không còn là con người nữa rồi Daniela. Bây giờ mày không còn là người thích hợp chăm sóc cho Maga. Mày đã cướp con trai của tao nên tao sẽ đưa Maga đi. Đi thôi con. Con là mẹ của Maga. Đi về với ông. Nó phải đi với con, đúng không Maga? Ông ơi, con xin lỗi. Nhưng mà con sẽ sống cùng với mẹ. Maga. Ba nghe con bé nói rồi đó. Chính miệng Maga nói ra, con sẽ là người thân duy nhất của nó. Đi thôi. Được rồi Maga, con nghỉ ngơi đi. Mẹ sẽ nhờ bà Esther chuẩn bị phòng cho con. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi con. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Từ sâu thẳm trong trái tim mẹ, mẹ biết là mẹ không làm gì sai hết. Maga, mọi thứ mẹ làm đều là vì gia đình của chúng ta hết con à. Mẹ làm tất cả mọi thứ là vì gia đình của chúng ta thôi con. Mẹ đã cảm thấy đau lòng và tổn thương rất nhiều khi con nghĩ mẹ chỉ biết làm tổn thương đến con thôi. Và mẹ muốn chấm dứt nỗi đau này. Mẹ ơi đừng, mẹ đừng mà. Con nhớ ba lắm. Mẹ cũng vậy. Chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi có thể đòi lại công bằng cho cái chết của ba con. Miễn là mẹ và con ở bên nhau, hơn bao giờ hết mẹ con chúng ta cần phải ở bên nhau. Cảm ơn con đã chọn mẹ Maga. Mẹ sẽ chứng minh là mẹ xứng đáng. Chúng ta là một gia đình mà, nên không có ai chia rẽ được chúng ta đâu. Cô à, giúp con mang những món đồ đã mua cho Maga ra đi cô. Mẹ. Cảm ơn cô. Maga, đừng nghĩ đến quá khứ nữa con à. Chúng ta cần bắt đầu một cuộc sống mới. Những thứ này đều mua từ hiệu yêu thích của con đó. Con sao vậy? Không thích chúng nữa à? Con thích chúng lắm mẹ. Nhưng mà bây giờ con không cần những thứ này nữa đâu. Con sẵn sàng từ bỏ mọi thứ chứ được ở bên cạnh ba một lần nữa. Mẹ chỉ muốn những điều tốt nhất cho con thôi Maga. Được rồi mẹ, bây giờ con sẽ đi nghỉ ngơi.
Những viên đạn đã được chúng tôi thu lại từ chiếc xe của bà. Chúng tôi cũng đang cho người tăng cường tìm kiếm Hector Mangubat. Tất cả các đơn vị đều đang tìm nơi ẩn náu của hắn. Hãy thông báo cho chúng tôi nếu như có tin mới nhất. Cảm ơn sếp rất nhiều. Chúng tôi sẽ cố gắng làm hết khả năng có thể, thưa bà Mondragon. Chúng tôi xin phép. Niin, cái gì vậy? Làm cái quái gì vậy? Tôi chỉ là muốn đến viếng Cathy thôi. Cô không thấy tôi đóng góp âm nhạc cho em gái yêu quý của tôi đó sao? Cô biết mà, tôi muốn đám tang trở nên vui vẻ. Daniela, làm ơn dừng lại được không vậy? Mau dừng lại đi. Cô đi quá xa rồi đó. Cô không được phép xuất hiện ở đây. Cô không cho tôi tặng những bông hoa xinh đẹp này mà đã muốn đuổi tôi đi rồi sao? Cô có nhất thiết phải làm quá mọi chuyện lên? Mỗi lần gặp cô là biểu hiện khuôn mặt đau khổ như vậy. Tôi chỉ quan tâm đến cô thôi mà. Cô nên làm quen với việc thấy tôi mỗi khi cô gặp chuyện đau khổ. Vì ai biết được, đó có thể là lần cuối cùng chúng ta còn gặp được nhau. Thì ra đó là lý do mà cô ở đây. Để xúc phạm tôi đúng không? Cô muốn đe dọa tôi chứ gì? Tôi đã nói là tôi chỉ muốn đến viếng Cathy. Tôi sẽ không ở lại lâu đâu. Nhưng mà cô đang làm khó cho tôi đó. Để tôi yên đi chứ. Mang hoa của cô đi chỗ khác đi. Bây giờ cô chỉ còn cái xác. Tôi chắc chắn linh hồn của cô đã bị quỷ dữ ăn mất rồi. Vậy đó hả? Tôi không đến đây để gây chuyện với cô. Cho nên cô đừng có làm quá lên nữa. Tôi chỉ muốn được nhìn thấy Cathy. Ok? Con tôi! Mày có tao đưa mày vào quan tài không? Mày cũng là mẹ mà Daniela. Tất nhiên mày phải biết người mẹ mất con có thể làm những gì. Tao không quan tâm gì hết. Tao không còn lý do gì để sống tiếp. Và nếu như mày muốn gây chiến thì tao sẵn sàng nghênh chiến. Tao sẽ không tha thứ cho mày. Và không có điều gì có thể ngăn cản được tao nữa đâu. Mời cô đi cho Daniela. Con à, bây giờ chỉ còn chúng ta thôi. Cho nên là mẹ con chúng ta cần phải mạnh mẽ hơn. Con thật sự không thể ngờ là anh ấy lại ra đi. Con nói đúng. Cho nên là con cần phải phấn chấn lên. Cố gắng lên con. Con hãy nghĩ đến anh con ở trên trời sẽ thấy yên tâm về chúng ta. Cho dù là anh con đã ra đi. Mẹ nói phải. Đừng khóc lóc đau khổ nữa. Chúng ta cần phải suy nghĩ kế hoạch để giải quyết. Chúng ta cần phải đòi lại công bằng. Đầu tiên là Sude, bây giờ tới Carlos. Chúng ta không thể để yên như vậy được. Phải có người chịu trách nhiệm. Anh có chắc chắn là nó chết thật chưa? Daniela, tôi đã có mặt ở đó và tận mắt chứng kiến cái chiếc xe đó đổ tung như thế nào. Làm sao mà nó còn sống được? Cô tin lời tôi đi. Cô gái! Tôi không thể nhìn thấy xác của nó. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy cái xác của nó. Cô có bị điên không vậy Daniela? Có muốn gì nữa? Xác nó nằm ngay cửa hả? Đúng là bệnh hoạn mà. Chúng ta cần phải chắc chắn trong chuyện này, Hector. Đây chính là cuộc chiến của chúng ta. Daniela, Cathy chết thật rồi.
một vấn đề đã được giải quyết rồi. Chúng ta nên tổ chức tiệc đi. Nhưng mà cô cũng phải chuẩn bị tinh thần, vì Romina sẽ đáp trả đó. Biết. Từ bây giờ chúng ta cần phải chuẩn bị cho cuộc chiến lớn hơn. Chúng ta vẫn chưa xong với Romina đâu. Chị đang suy nghĩ liệu chúng ta làm vậy có đúng không hả chị? Chúng ta phải làm. Đây là vì lợi ích của gia đình chúng ta. Em hy vọng là mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Niin, em hãy tin chị đi. Chúng ta sẽ bắt những kẻ hại chúng ta phải trả giá. Không được phép để cho chúng tìm cách thoát tội một lần nào nữa. Bọn chúng xứng đáng nhận lại những gì đã gây ra. Tốt ba, không được uống. Coi, nè, để mình uống đi bà, mình chỉ muốn bớt đau buồn thôi. Tốt bà, thứ này không tốt cho bạn đâu. Có ba bạn và mình ở đây mà. Bạn làm vậy là không hề giúp mình đâu. Nếu như bạn muốn giúp thì bạn mà kể mình đi. Sau đó thì sao? Bạn có bình tĩnh được không? Tốt bà, dù có vấn đề gì xảy ra đi nữa thì cũng phải đối mặt với nó chứ. Bạn nói thì nghe dễ lắm vậy biết coi. Bạn hoàn toàn không hiểu gì hết. Cassie là tình yêu của đời mình. Mình yêu bạn ấy. Nhưng bây giờ điều đó đâu còn nghĩa lý gì nữa chứ. Bạn ấy đã bại bãi ra đi rồi. Tốt à, đương nhiên mình cũng buồn vì Cassie là bạn của mình mà. Bạn không hiểu được đâu. Để mình yên đi. Thôi được rồi Tốt. Của bạn đây. Mình không ngăn cản bạn uống nữa đâu. Chắc là Cassie sẽ thấy vui khi mình nhìn thấy bạn uống đó. Uống hết đi. Ồ, Gulat, anh dậy rồi đó hả? Ăn thôi, tôi nấu bữa sáng cho anh rồi. Nè, Gulat. Cô nghĩ bây giờ tôi có thể nuốt trôi hay sao hả? Tôi thậm chí còn không muốn sống nữa đây nè. Gulat, bình tĩnh đi. Anh không nên có suy nghĩ tiêu cực như vậy. Vậy bây giờ cô muốn tôi làm cái gì đây? Cô muốn tôi vui mừng vì hai đứa con của tôi đã chết à? Gulat. Phải chi ngày đó Carlos không bao giờ gặp Romina và Daniela thì Carlos vẫn còn sống. Hai đứa con tội nghiệp của tôi vẫn còn sống trên đời này. Gulat, đây là sự thật mà. Chúng ta không thể nào thay đổi những gì xảy ra. Anh nghĩ là Gilde và Carlos sẽ cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy anh hành động mất bình tĩnh như vậy hay sao? Bọn chúng sẽ phải trả giá. Nhất là con nhỏ Daniela. Nó đã khiến cả nhà chúng ta bị nguyền rủa. Tôi không nên để nó mang xác của Carlos và chôn không cho chúng ta hay như vậy. Chuyện cũng đã qua rồi, chúng ta còn có thể làm được gì nữa chứ? Kết thúc rồi. Bình tĩnh đi. Đừng có đụng vào tôi. Bọn mình sẽ lo mọi chuyện ở đây Romina. Mình cần phải ở bên cạnh con gái của mình. Bằng cách này thì mình mới có thể bảo vệ được cho nó. Bọn chúng đã ra tay với Cassie. Chắc chắn là mọi chuyện đã kết thúc rồi. Chúng ta không thể nói được gì hết Bonita. Đặc biệt là bây giờ chúng ta không biết kẻ nào đã phản bội chúng ta. Vậy bạn có nghi ngờ ai chưa? Bạn đó. Mình sao? Bạn có nghi ngờ được ai không? Không thể nào là Bernard vì anh ấy đã giúp đỡ rất nhiều. Bonita, bạn có thấy ai khả nghi không? Mình không muốn nghi ai Romina. Nhưng nếu có người phản bội thì chắc chắn là kẻ đó cần phải có lý do chính đáng để làm chuyện như vậy chứ bạn. Bạn là một người tốt Romina. Một lý do. Nên như vậy vì nếu không mình sẽ không biết sao.
con gái của mình đã bị giết rồi. Mình không biết liệu có thể tha thứ cho kẻ đó hay không. Sao chuyện này lại xảy ra vậy? Chúng ta đã hứa là sẽ cùng nhau tốt nghiệp rồi mà. Chúng ta đã quyết định sẽ đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Tốp à, bạn có sao không? Đi coi, cho mình xin lỗi chuyện tối qua. Tốp à, không có gì đâu, đừng để ý. Chờ gì nữa, đi thôi. Buồn với bạn Yamaga, mình đã nghe về chuyện của ba bạn và Cassie nữa. Không ngờ là Cassie đã ra đi. Maga, bạn có chắc là hôm nay bạn học nổi không? Mình nghĩ nếu bạn nghỉ học thì nhà trường có thể thông cảm. Mình không sao. Gặp lại bạn trong lớp nha. Tạm biệt. Mời các em ngồi xuống. Cô biết là Cassie là người bạn thân thiết với các em. Bạn ấy đã qua đời quá sớm. Cô biết ký ức về bạn ấy sẽ mãi mãi trong trái tim của chúng ta. Dạ, cô nói đúng rồi thưa cô. Nhưng mà ở đây có người không nghĩ như vậy. Bạn đang ám chỉ mình đó sao? Chắc là bạn cảm thấy rất vui khi Cassie ra đi lắm hả? Bạn chiến thắng rồi đó. Bạn còn không đến dự đám tang của bạn ấy nữa mà. LJ, thôi. Mình không dám đến đám tang thì đã sao? Sao hả? Bạn có đến dự đám tang của ba mình không? Ba mình cũng vừa mới mất gần đây đó. Có ai trong số các bạn thương xót không? Không có đúng không? Bởi vì mọi người chỉ tập trung vào Cassie thôi. Xin chia buồn với em Maga. Cô à, không sao đâu. Em quá quen với chuyện này rồi. Nhưng mà cô đừng có mong chờ rằng em sẽ khóc thương cho người học trò yêu quý của cô. Vì em sẽ không khóc đâu. Không bao giờ. Không biết nói lời xin lỗi hả? Ném đồ như vậy không sợ trúng người khác hay sao chứ hả? Rồi sao? Nè. Không xin lỗi đó thì sao? Nè, đủ rồi đó. Sao? À? Có giỏi thì đánh gì? Nè, đủ rồi đó. Đừng cãi nhau nữa. Mà đừng gây chuyện nữa. Nếu không mình sẽ gọi hiệu trưởng đó. Mau đi thôi, nhanh. Tại sao phải ngăn cản chứ? Rita, mình chỉ muốn giúp bạn thôi. Không cần người khác giúp. Đặc biệt là từ mày đó. Chính ba của mày là người đã giết Cassie. Cái quái gì vậy? Anh à, có chuyện gì vậy?
Tao đã gọi điện thoại cho Daniela nãy giờ nhưng mà không nghe máy. Tao lo là có chuyện gì đó. Tụi mày tới chỗ nhà mới của cô ấy đi, tìm hiểu xem là có chuyện gì. Con trai à? Nói chuyện một chút đi được không? Mình xin lỗi bạn, mình lo lắng cho bạn thôi. Sao con lại nói như vậy với Rosan chứ? Nó không có tội tình gì hết. Bà nói là nó không có tội tình gì sao? Thật không vậy? Nếu như từ đầu Rosan giúp chúng ta tìm ra vị trí của bà nó thì chuyện này nó không xảy ra rồi. Cassie, con à, trên đời này không phải chuyện gì cũng theo ý muốn chúng ta được hết đâu con. Bà, con ước gì lúc đó con có thể giúp bạn ấy. Con trai à, bây giờ con có tức giận đến cỡ nào đi chăng nữa thì nỗi buồn cũng không thể dơi đi được đâu. Đôi khi con cần phải chấp nhận mọi chuyện. Cassie đã không còn. Bi, đâu mất rồi? Daniela, điện thoại của con không có trong phòng ăn. Con cũng không tìm thấy điện thoại của con nữa. Lần cuối cùng con nhìn thấy điện thoại của con là khi nào vậy? Làm sao mà con nhớ nổi được cô? Chúng ta sẽ cùng tìm nó. Nó không có đi. Tới ngay. Xin chào mọi người, cảnh sát chúng tôi muốn được gặp cô Bartolome. Cô mau gọi luật sư cho con đi, con chắc chắn do Romina làm rồi. Điện thoại di động của cô được tìm thấy trong nhà của bà Mondragon. Chúng tôi xin mời cô tới đồn cảnh sát để lấy lời khai của vụ việc. Mẹ, mẹ không sao đâu Maga, mẹ sẽ về ngay thôi. Và như mọi khi, họ không thể chứng minh được gì đâu con. Cảnh sát đã tìm được bằng chứng thuyết phục để chống lại Daniela. Có thật không? Có nghĩa là cô ta sắp ngồi tù rồi hả? Chắc vậy. Bonita, bạn gọi cho Bernard đi. Mình cần anh ấy đến đồn cảnh sát với mình. Em sẽ gọi. Anh ấy đã đến luôn rồi. Bernard, cảnh sát đã có bằng chứng thuyết phục để chống lại Daniela. Điện thoại này có phải của cô không? Không, đó không phải của tôi. Cô có chắc chắn hay không? Tôi sẽ không nói chuyện với anh mà không có luật sư của tôi. Cô ta đã thú nhận gì chưa? Cô ấy nói đây không phải điện thoại của cô ấy. Daniela, mau thừa nhận đi. Hình nền trên điện thoại là hình của cô và Maga. Con gái của tôi, Bernard, là một vlogger và là người bảo chứng sản phẩm. Nó có nhiều người hâm mộ nên rất nhiều người có thể lấy được hình ảnh này và họ đặt nó làm hình nền trên điện thoại của họ thôi. Nhưng rất ít người có số điện thoại của cô. Tôi sẽ chứng minh điều đó ngay lập tức. Thưa cô, tôi đề nghị cô
Mở điện thoại lên để chúng tôi có thể tiến hành điều tra. Mật khẩu điện thoại là gì? Anh muốn mật khẩu sao? Đúng. Được. Đó là... tôi không biết. Mật khẩu điện thoại đó. Dạ, lại đi. Tôi không rảnh ở đây để giỡn với cô đâu. Mẹ ơi, tại sao dì lại đánh mẹ con chứ? Con à. Mẹ, ba có sao không vậy mẹ? Mặc kệ ba con đi. Ổng đang suy nghĩ một kế hoạch gì đó để giúp cảnh sát bắt được Hector. Mẹ nghĩ là ba làm được hả? Con à, hồi xưa lúc ba con còn làm thì ba con là một cảnh sát giỏi. Ba con đã từng giải quyết được những vụ án rắc rối. Gino, mau lấy cái quần cho ba thay đi. Ba muốn đi đâu vậy ba? Đi gặp Daniela. Nó chính là mấu chốt để có thể đòi lại công bằng cho cái chết của anh con. Nó có liên hệ chặt chẽ với Hector, nên ba cần phải tập trung điều tra vào nó. Mẹ con lại nói dối nữa rồi Maga. Tumina, cảnh sát muốn mẹ con mở điện thoại ra nhưng mà mẹ con lại không muốn kìa. Cô không thể điều tra được gì từ tôi đâu Tumina. Thưa cô, tôi đề nghị cô hợp tác cùng với cảnh sát. Chúng tôi có quyền nghi ngờ cô là nghi phạm của vụ này. Cô muốn như vậy hay sao? Con mở đi Daniela, sao con phải sợ? Đừng để họ nghi ngờ con. Đúng rồi đó mẹ, mẹ phải chứng minh là mẹ không có làm. Mẹ hãy mở đi. Hình như cô thường xuyên liên hệ với ai đó. Cô cũng đã gọi cho người này vào đêm nhà bà Mondragon bị đột nhập. Đây là số của ai? Sao lại không có tên? Không ai hết. Đó có thể là Hector, thưa sếp. Anh mau gọi thử xem. Không. Cuối cùng cô ta cũng gọi lại rồi. Anh à, đừng mà. Sao vậy? Bây giờ Daniela đang ở đồn cảnh sát. Anh không nên nghe máy. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Vui lòng gọi lại sau. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Vui lòng gọi lại sau. Mau khai ra cho tôi. Chúng cô đã ám sát tôi. Cô đã giết con gái của tôi. Thừa nhận dì đi. Dì Tomina, dì làm ơn hãy buông mẹ ra đi. Mẹ con không có liên quan đâu. Dừng lại đi bà. Maga, con tốt nhất đừng nên xen vô. Những gì mà dì đang buộc tội mẹ của con có thể nói tất cả đều là không đúng. Con đã ở đó. Vào đêm xảy ra vụ việc, cả mẹ và con đều đang đưa tang ba. Mẹ con không thể nào bình tĩnh nên con đã ở lại với mẹ. Và mẹ con không thể nào là kẻ đứng đằng sau vụ tấn công được đâu. Maga, nhưng Daniela cũng sẽ có cách. Romina, xin lỗi dì cắt ngang, nhưng mà Maga nói đúng. Tôi cũng đã ở với họ vào đêm đó. Chị Romina, có phải chị đang cảm thấy tuyệt vọng lắm đúng không? Dì luôn luôn tìm cách đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của người khác. Mẹ nói đúng, dì chỉ mang đến tổn thương cho con và mẹ thôi, nên dì mới bị mất con gái của dì đó. Cô không được phép đụng tới con gái tôi. Con ghét gì? Romina, Bernard, chúng ta không thể để cô ta đi được. Anh làm gì đó để xin lệnh khám xét nhà được không? Nếu như cô ta nói bị mất điện thoại, vậy thì còn bằng chứng khác. Chúng ta cần phải biết cách chớp lấy thời cơ tốt này. Con ăn chút đi. Dạ không sao đâu, bây giờ con không thấy đói. Cứ ăn một miếng đi, đợi ba con về thì cũng mất một lúc đó. Con cứ yên tâm đi tốt. Kẻ đã giết Cassie sẽ phải vào tù thôi.
Bác Romina nhất định làm được mà. Cô không được đến đây. Xin mời ra khỏi đây. Con đến đây để viếng Cassie. Không cần gì con không được chào đón ở đây. Mời con ra khỏi chỗ này đi. Nhưng đây mà... không phải là chuyện đùa đâu Rosanne. Vì con là con gái của Hector, có lẽ ba con sẽ làm ra chuyện gì đó nếu như phát hiện ra việc con ở đây. Mọi người chỉ muốn được đảm bảo an toàn thôi. Mời con đi cho. Lẽ ra chúng ta nên đi với mẹ con. Mẹ con có thể giải quyết được bà Maga. Dù sao thì cũng tốt khi con đã đưa ra lời khai cho cảnh sát. Nó sẽ giúp cho mẹ con rất nhiều. Nhưng mà bà ơi, chúng ta đều biết mà. Mẹ con không được bình tĩnh. Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Chắc là mẹ con về rồi đó. Ông Kulat, có chuyện gì mà ông đến đây vậy? Maga. Ông ơi, Daniela đâu? Gì Romina? Daniela không có ở đây. Cô ta đang ở đồn cảnh sát. Ở đồn cảnh sát sao vậy? Bởi vì cô ta là nghi phạm đã ám sát chúng tôi. Chúng tôi đến đây để tìm bằng chứng có thể sử dụng để chống lại cô ta. Đây là lệnh khám nhà. Chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Mọi người mau lục soát. Dạ. Không tìm thấy chị ở đây đâu. Sao rồi, có tìm thấy gì chưa? Sếp, tôi tìm thấy được cái này ở trong xe của nghi phạm. Khẩu súng này khớp với cái được sử dụng trong vụ ám sát. Daniela có súng sao? Không phải của mẹ con đâu. Tôi cũng chưa bao giờ thấy khẩu súng này. Nè, con đã thấy gì chưa? Con đã thấy rõ ràng Daniela cố tình che giấu mọi chuyện chưa? Còn nhiều điều mà con vẫn chưa biết về mẹ con đâu. Nhưng đó chỉ là khẩu súng, nó không chứng minh gì hết. Dì Romina. Vậy phải chờ kết quả điều tra của khẩu súng này rồi. Mau đi thôi. Được rồi. Chính dì là người đã hại chết ba của con. Khi nào dì mới chịu dừng lại vậy hả? Maga, con cũng biết Cassie đã gặp chuyện gì mà. Nhưng mẹ con không phải là kẻ giết người đâu. Ba con nghĩ như vậy không bác Kulat? Ông xin lỗi con, Maga. Maga, vẫn chưa quá muộn để con thay đổi suy nghĩ đâu. Con mau về ở với dì đi. Hãy tránh xa Daniela ra. Mẹ con là người thân duy nhất của con. Con cũng là người thân duy nhất của mẹ. Dì không cần phải mong đợi con đi theo dì và bỏ rơi mẹ của con đâu dì à. Nếu như bây giờ Cassie vẫn còn sống, chắc chắn bạn ấy cũng sẽ làm điều tương tự thôi. Em đang chuẩn bị về đây. Em đã nói với bảo vệ là không được để cho bất cứ ai mở quan tài ra rồi. Dì có sao không vậy? Có ai phát hiện ra gì không? Điều quan trọng là con bé được an toàn và không có ai có thể phát hiện ra hết. Con gái tôi và cô Esther đã đưa ra bằng chứng ngoại phạm cho tôi. Nên là ông hãy làm hết khả năng của ông để tôi không còn nằm trong diện nghi ngờ của cảnh sát nữa. Bởi vì tôi cần phải ra khỏi nơi đây càng sớm càng tốt mới được. Ít phút nữa thôi cô sẽ được ra khỏi đây. Chỉ cần cô bình tĩnh trả lời vài câu hỏi. Tiếp tục đi anh cảnh sát. Anh cứ tiếp tục hỏi tôi đi. Luật sư của tôi đang ở đây. Và chúng tôi đều biết phải làm gì để kết thúc vụ án này. Được chứ? Cô mau xem đi. Cái gì đây? Chúng tôi tìm thấy thêm một bằng chứng nữa chống lại cô Bartolome. Cái gì nữa chứ? Dù bằng chứng là gì thì không phải thật. Chúng tôi đã tìm thấy khẩu súng trong nhà của cô. Và chúng tôi đã tiến hành kiểm tra những viên đạn thu được từ vụ ám sát bà Mondragon. Chúng trùng khớp với khẩu súng của cô. Sao? Chị à, em có chắc là luôn có người bảo vệ cho quan tài của Cassie không? Có mà chị. Em đã tăng cường thêm bảo vệ để đảm bảo không có ai phá vỡ kế hoạch của chúng ta rồi. Vậy còn chị, chuyện của chị với Daniela sao? Cảnh sát đã nắm giữ bằng chứng chống lại cô ta rồi. Nhưng mà chị có thể chắc chắn với em là Daniela sẽ lại một lần nữa cố gắng tìm cách để thoát khỏi vụ này thôi.
chị sẽ giải thích chuyện này với em sao?